Suy niệm Chủ nhật thứ bảy mùa thường niên Nam c Bài của Linh Mục Nguyễn Minh Hồng Sức mạnh nào cho ta yêu Yêu kẻ thù Làm ơn cho kẻ ghét Chúc lành cho kẻ nguyền rủa Cầu nguyện cho kẻ vu khống Những lời dạy ấy của Chúa Giêsu Không là điều muốn hay không tùy ý Nhưng là mệnh lệnh Là đòi buộc nó cũng không dành cho hết mọi người nhưng đặc biệt cho môn đệ, những người đang bên cạnh Chúa, thầy bảo các con đang nghe thầy đây. Lời dạy trên còn là nội dung của luật thiên Chúa. Môn đệ buộc phải sống chính giáo huấn của Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu. Một khi sống theo đường lối yêu thương không ranh giới của Chúa, họ tiến vào cốt lõi của tình yêu mà Chúa thể hiện, đó là tình yêu đại lượng Tình yêu vô biên, tình yêu không mệt mỏi, tình yêu xóa mọi khoảng cách, tình yêu không điểm dừng. Cách yêu của Chúa là yêu không phân biệt, không có làng ranh, không bao giờ chỉ đón nhận bạn và loại trừ thù. Chúa Giêsu muốn rằng nơi một con tim, tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng sự oán ghét hận thù. Lô -rích của tình yêu mà đỉnh cao là thập giá của Chúa nét đặc trưng cốt lõi của Kitô hữu sẽ diều họ ra khỏi chính mình để gặp gỡ mọi người bằng tình huynh đệ không xuất phát từ tim mà xuất phát từ tình trời thấu vào tim và tràn ra đến muôn người. Nói cách khác, chúng muốn mong đệ tha thứ và yêu thương không phải như người thường, nhưng như Thiên Chúa đấng nhân hậu cả với những phường vô ơn với những quân độc ác. Chúng muốn môn đệ phải như cha trên trời là đắng nhân từ. Ngày xưa David, một chàng trai trẻ theo lời hiệu triệu của vua Saul, cứu nguy đất nước, xông ra chiến trường tiêu diệt quân Philistin đang tiến chiếm bờ cõi. David chiến thắng, lẽ ra công trạng này phải được ơn và thưởng lớn, nhưng David làm ơn mắc oán. Sự ngưỡng mộ của dân chúng dành cho David khiến cho vua Saul ghen tức và nhiều lần rắp tâm giết chết David. Một hôm, sau cuộc rượt đuổi David, Saul quá mệt và ngủ thiếp đi trong hốc núi. Đây là cơ hội ngàn vàng để David có thể xuống tay loại kẻ hãm hại mình. Nhưng nại vào dấu ấn quyền năng của Thiên Chúa đối với người được Chúa chọn, David dừng tay, ông lý luận, đừng giết vua vì có ai đưa tay hại người Chúa đã sức giàu mà không bị phạt. Vì lời trên có người cho rằng David không tự nguyện tha cho Saul Ông chỉ tha vì sợ bị phạt mà thôi. Nhưng tôi muốn nhìn ở góc cạnh tích cực hơn và lòng kính tôn dành cho Thiên Chúa, nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, tin tưởng là quyền năng của Thiên Chúa. David đã tha thứ cho kẻ thù của mình. Chỉ có rập khuôn tình yêu của Chúa, con người mới có thể dung thứ và dung nạp vào trái tim mình, kẻ từng nhiều lần đoạt mạng mình bởi không phải một mà nhiều lần Saul đã thực sự sát hại David. David chỉ may mắn sống sót. Hơn thế, lần này là lần Saul lên đường truy đuổi nhằm tận diệt David. Chỉ có rập khuôn tình yêu của Chúa quyết định tha thứ cho kẻ hại mình mới nên dễ dàng, lập tức và tồn tại lâu dài. Chỉ có rập khuôn tình yêu của Chúa, con người mới có thể nhanh chóng biến thù thành bạn, không chút phân vân không mảy may tính toán hơn thiệt chỉ có rập khuôn tình yêu của chúa con người mới có thể đứng chung hàng ngũ với kẻ ngày đêm nuôi lòng thù dành cho mình chỉ có rập khuôn tình yêu của chúa tình yêu của con người mới bền vững chỉ có rập khuôn tình yêu của chúa tình yêu của con người mới ngày càng thăng tiến trong sáng thanh cao chỉ có rập khuôn tình yêu của chúa tình yêu của con người mới có thể dâng hiến chính mình cho đồng loại cho lẽ sống và cho chính Thiên Chúa đắng đi bước trước trong tình yêu. Hãy như Thánh Vương David, chúng ta lắng nghe giáo huấn của Chúa, sống chính mẫu gương tha thứ cho kẻ có tội, đến độ chấp nhận dâng hiến chính mình mà Chúa Giêsu thể hiện. Hãy để Chúa rót đề tình yêu của Chúa và của Chúa Giêsu con một ngày và hồn chúng ta, một khi hồn nãy dân trào chính tình yêu của Chúa Chắc chắn ta sẽ dễ dàng học đòi và thực hành theo gương hy sinh cao cả của Chúa Giêsu để đến, sống và trao ban tình yêu từ cõi hồn mình tràn ra mọi anh chị em mà ta đang sống cùng, sống với. Đúng hơn, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa là điểm tựa để ta yêu bằng tình yêu cao đẹp trên tất cả mọi thứ yêu xuất phát từ chính trái tim, từ chính cõi hồn mình. Bài suy niệm của Linh Mục Do An Bautista, Nguyễn Minh Hồng